2020, một năm đầy khó khăn, dịch COVID-19 hoành hành, ngành nông nghiệp đối mặt với những biến đổi khí hậu, bão lũ. Nhưng vượt lên tất cả bằng sự đồng lòng, Việt Nam là một trong số ít nước trên thế giới đạt được mức tăng trưởng kinh tế dương với tổng sản phẩm tăng 2,91%. Nông nghiệp vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế. Năm 2020, xuất khẩu nông sản vượt mức 41,2 tỷ đô la Mỹ. Điều gì đã làm nên những con số ấn tượng đó? Cạnh con trâu của Bình Điền. Con trâu này thì đã cùng đồng hành với nông dân của chúng tôi trong thời gian qua để chúng ta xử lý được những cái mặn phèn ở trên đồng ruộng. Nhà khoa học thì chuyển giao góc độ khoa học cơ bản, nhà nông mình tiếp nhận cái đó để phát triển thành những cái kỹ thuật đồng ruộng. Không có gì bằng là cái việc mà cung cấp cho bà con những cái điều kiện, cái điều kiện, cái mô hình để bà con ứng dụng được trong quá trình sản xuất. Kính chào quý vị và bà con, rất vui được gặp quý vị và bà con trong ngày mùng 3 Tết hôm nay. Thưa quý vị, thưa bà con, trong đời sống của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước vùng Đông Nam Á thì con trâu vẫn là đầu cơ nghiệp. Từ xa xưa thì cuộc sống của người nông dân gắn bó với con trâu. Ở vùng đất phương Nam, việc sử dụng sức trâu đã biến nhiều nơi của vùng đồng bằng Nam Bộ từ hoang hóa thành một vùng trồng lúa lớn nhất cả nước chỉ sau 300 năm khẩn hoang và canh tác. Ngày nay thì con trâu đã không còn gánh vác những công việc nặng nhọc, đồng áng cùng với nhà nông, nhưng mà biểu tượng, hình ảnh con trâu thì vẫn còn giữ nguyên giá trị đồng hành cùng nhà nông, là đầu cơ nghiệp của nông dân cả nước. Ngày hôm nay, trong năm mới Tân Sửu, nhìn lại một năm đã qua với những thành quả đạt được dù cơ giới hóa nông nghiệp, những chú trâu sắt hiện diện trên cánh đồng, song con trâu vẫn là biểu tượng tiếp sức cho nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trong đời sống của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước, con trâu gắn bó mật thiết với quá trình sản xuất của bà con. Với người xưa, tậu trâu là công việc đầu tiên quan trọng bậc nhất để khởi nghiệp nghề nông. Con trâu chính là phương tiện mưu sinh chủ lực. Con trâu là đầu cơ nghiệp, cũng từ đây mà đi vào tục ngữ ca dao, trở thành lời răn dạy của ông bà dành cho con cháu. Với lão nông này, cả đời gắn bó với ruộng vườn, dù nay đã chuyển sang cơ giới hóa, nhưng với ông, trâu vẫn là bạn. Bởi niềm vui của người nông dân thật là giản dị. Trên đồng cạn, dưới đồng sâu, chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa. Hình như con trâu đã là một thành viên chính thức của gia đình rồi thì phải. Con trâu với tư cách là một bộ phận quan trọng của lực lượng lao động đã góp phần vào việc làm giàu cho nhà nông, cho quê hương xứ sở. Hồi xưa thì nhờ con trâu con bò gắn bó liền dưới nông dân để nó cày, nó bừa, nó làm cho ra hột lúa cho nông dân để ăn sống, thì cũng nhờ con trâu con bò. Và bây giờ này qua giai đoạn mới rồi, sử dụng qua máy cày, máy kéo, mình lớn rồi phải nói lại với con cháu, phải ghi nhớ con trâu con bò là người là bạn quý cái rước của đời ông rồi cha mình, để nhờ nó cho nông dân mình được no cơm ấm áo. Có những ký ức tưởng chừng chỉ còn trong quá vãng, có những hình ảnh thương nhớ quê nhà tưởng chừng đã mất, nhưng với nhiều người nông dân, họ vẫn lưu giữ những hình ảnh đẹp bởi bao thế hệ đã gắn bó với ruộng đồng. Nhiều năm qua, nước lũ không về, người ta khó bắt gặp lại hình ảnh mùa len trâu của những năm trước. Và dường như thay đổi để thích nghi đã trở thành chân lý sống. Với nông dân cũng vậy, đi trên cánh đồng này, thửa ruộng này, nhiều người không khỏi cảm phục trước thành quả lao động của người nông dân. Mặc cho những mặn phèn, cây lúa vẫn ằn mình cúi đầu gánh bông triệu hạt. Mùa bội thu vượt hơn 9 tấn trên 1 hectare. Hiện nay, việc sử dụng sức trâu đã dần bị loại bỏ khỏi ngành nông nghiệp vì sự phát triển của công nghiệp hiện đại hóa. Đây cũng là tiền đề để ngành nông nghiệp
đạt được những thành tựu vượt bậc. Năm 2020 là năm cùng với cả nước, ngành nông nghiệp đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có. Với đại dịch Covid-19, thiên tai khốc liệt dị thường. Trong khó khăn, nông nghiệp tiếp tục khẳng định là trụ đỡ của nền kinh tế, phấn đấu vươn lên phát triển bền vững, tham gia sâu vào hội nhập kinh tế toàn cầu, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống. Kết quả năm 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 41,2 tỷ đô la Mỹ. Riêng ngành hàng lúa gạo tăng trưởng 10,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. Từ nhiều năm qua, con trâu đã làm xong sứ mệnh lịch sử của mình trên cánh đồng là kéo cày. Tuy vậy, tình cảm của nông dân dành cho trâu vẫn rất đặc biệt. Điển hình văn hóa trọng con trâu thì miền nào, thời nào cũng còn lưu mãi. Hình ảnh sớm mai cấp nón ra đồng, một đôi vợ chồng với một con trâu, dù hiếm nhưng vẫn duy trì trong nếp nghĩ, cách làm của bà con. Hay ít ra là với gia đình anh Nguyễn Văn Hùng, huyện Krông Anna, Đắk Lắk. Nhà anh có gần 2 hectare trồng cà phê, vài sao làm lúa. Máy cày, máy kéo giờ cũng được anh sắm đủ. Tuy vậy, cái xe trâu, trên miệt anh gọi là cái cộ, thì nhà anh vẫn còn hẳn 2 cái. Một cái mới dùng thường để thi thoảng chở phân ra rẫy, chở lúa, chở cà phê về nhà. Nói là mới, nhưng tuổi cũng ngấp nghé mấy chục năm. Mới là mới so với cái cũ, đã về vườn vì nát, mục, mà bởi cái tình. Anh tiếc, không nỡ bỏ nên giữ lại, dù chẳng để làm gì, chỉ để ở một góc vườn như kỷ niệm. Lại nương giờ dùng cơ giới hết. Mà cái đời mình cũng về, còn giữ lại cái cổ. Cũng như là cái kỷ niệm ấy. Hai cái cổ mà hư cái thì giờ còn cái đó. Những năm tiếp theo tôi phải duy trì chú trâu này tiếp tục duy trì nó. Làm một cái sức kéo phục vụ thêm đấy. Vai trò của con trâu giờ đây hầu như đã nhường lại hết cho những chiếc máy cày, máy cắt, công nông để thảnh thơi nhơi cỏ ngoài đồng trong tiếng rộn ràng của động cơ đang vào vụ. Để rồi, như người tự ngẫm, những chú trâu nhàn rỗi cũng đôi lúc tự vấn mình. Trên đồng cạn, dưới đồng sâu, phải chăng trâu ta giờ đã qua thời, gánh đầu cơ nghiệp, con trâu đi đầu. Đã là nông dân, thì con trâu là đầu cơ nghiệp. Thì từ xưa tới giờ thì con trâu là gắn bó với người nông dân. Nhưng trải qua những cái thời gian là rất là khó khăn, thì chúng ta đã tiến tới những cái công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ giới hóa hết về nông dân. Thì từ chỗ đó mà chúng ta đã vượt qua những khó khăn, thì năm nay thì về tới năm Tân Sửu thì chúng ta không còn xài cần không còn cần con trâu đó nữa, mà chúng ta cần con trâu của Bình Điền. Con trâu này thì đã cùng đồng hành với nông dân của chúng tôi trong thời gian qua để chúng ta xử lý được những cái mặn phèn ở trên đồng ruộng trong cái thời kỳ biến đổi khí hậu thế này. Trâu đó là nhắc lại cái tích làm ruộng nước, mà Nam Bộ này là làm ruộng nước số 1. Cho nên mặc dầu con trâu một ngày một thưa, ít thấy, có thể một ngày nào đó không còn con trâu, nhưng người ta vẫn nhớ nó. Bởi vì nó cái người có công, cho nên bây giờ có nhiều khi phân bón gì đó, người ta vẫn lấy cái để đầu con trâu. Và có thể coi như cái con trâu là thủy tổ của cái máy cày. Theo cố nhà văn, nhà nghiên cứu Sơn Nam, con trâu là thủy tổ của máy cày. Và giờ đây, với người nông dân, con trâu ăn dầu đã trở thành chính yếu. Vai trò của con trâu đổi lại giờ là biểu tượng cái đầu trâu gắn bó với bà con vượt hạn, vượt mặn, vượt khó để có mùa màng bội thu. Con trâu chưa bao giờ thôi là bạn của nhà nông cả. Tại đồng bằng sông Cửu Long, ngay thời điểm hạn mặn ảnh hưởng nghiêm trọng, cây cối ruộng lúa chết khô, mùa màng thất bát, bà con chịu thiệt hại nặng nề. Chương trình canh tác lúa thông minh đã giúp cây trồng thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu, cứu nguy cho đồng ruộng. Đồng thời, quy trình canh tác mới, khoa học đã cho năng suất vượt trội, mang về lợi nhuận cao cho bà con nông dân. Kết quả bà con đạt năng suất tăng lợi nhuận cao hơn cách làm truyền thống đến hơn 4 triệu đồng trên 1 hectare. Quy trình còn góp phần bảo vệ môi trường từ việc giảm lượng nước tưới, giảm thuốc bảo vệ thực vật, giảm phân bón, nhất là phân đạm. Đối với cây ăn trái, sản phẩm mặn phèn giúp giải độc phèn mặn cho cây, rễ phục hồi, cây phát triển tốt, cho năng suất cao ngay đỉnh mặn. Riêng với Tây Nguyên, thời tiết bất thường do biến đổi khí hậu, giá bán đã ảnh hưởng đến quá trình canh tác cà phê của bà con.
Chưa khi nào nhà vườn trồng cà phê lại bất an, tìm cách duy trì năng suất cho vườn cà phê trong tình cảnh khó khăn đến như vậy. Tuy nhiên, đối với những nhà vườn thực hiện theo quy trình khuyến cáo của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, thì vườn cà phê luôn duy trì tình trạng tốt, năng suất ổn định trung bình đạt 7,5 đến 8 tấn trên 1 hecta. Một điểm sáng trong quy trình canh tác cà phê mà bà con nhà vườn Tây Nguyên đã và đang truyền tải, áp dụng rộng rãi để nâng cao hiệu quả trong sản xuất cà phê nơi đây. Có thể thấy, thực tế, để đạt được những kết quả vượt trội, ngoài mong đợi về hiệu quả năng suất, lợi nhuận kinh tế cho bà con và lợi ích cả về môi trường, thực sự là công sức của cả hệ thống, gồm cả nhà khoa học tâm huyết, các cơ quan chức năng và những người nông dân cần cù, chịu khó tìm tòi, tiếp nhận cái mới, thích ứng với từng hoàn cảnh để vượt khó làm chủ đồng ruộng. Làm nông nghiệp là làm một cái nghề, nhưng mà nhà nông mình làm một cái nghề nhưng mà không có được học một cách là chính thống. Có nghĩa là với kinh nghiệm có thể là truyền qua, truyền lại với nhau rồi học chỗ này, chỗ nọ nhưng mà không được đào tạo một cách chính thống. Chúng tôi rất hiểu cái vấn đề đó, nên đứng về góc độ một nhà khoa học đã được đào tạo chính thống nên chúng tôi thấy rằng chúng ta cần thiết là phải chuyển giao những cái kiến thức về khoa học cơ bản cho bà con nông dân của mình. Mà chính cái Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã tạo một cái gọi là cái điều kiện để cho các cái nhà khoa học có thể là tiếp cận lại với nhà nông để hai bên cùng hợp tác với nhau để thực hiện một cái chương trình canh tác thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu mà đạt được kết quả khá là tốt đẹp trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là sự đóng góp của những doanh nghiệp với cái tâm luôn đồng hành, sát cánh cùng nhà nông, cái tâm mong muốn góp sức đưa nền nông nghiệp Việt ngày càng vươn xa, hội nhập quốc tế. Mà khởi đầu là chữ tin, chữ tiếng của bản thân với tất cả và trên cả là đất nước. Cũng như câu khẩu hiệu của chúng tôi đó là bạn đồng hành của nhà nông. Ngoài cái trách nhiệm là đơn vị sản xuất kinh doanh phục vụ phân bón, phục vụ cái đầu tư đầu vào của bà con nông dân thì chúng tôi có một cái trách nhiệm đối với xã hội là luôn là đồng hành với bà con nông dân. Rất nhiều cái chương trình mà công ty cũng đồng hành với lại các cái tổ chức cá nhân và xã hội để mà giúp cho bà con nông dân có những cái điều kiện để vượt khó. Và trên tất cả là chúng ta, công ty chúng tôi muốn cung cấp cho bà con một cái giải pháp canh tác. Cái đấy là một cái lớn nhất. Không có gì bằng là cái việc mà cung cấp cho bà con những cái điều kiện, cái mô hình để bà con ứng dụng được trong quá trình sản xuất kinh doanh với điều kiện để giúp cho bà con nông dân vượt qua những cái khó khăn, đặc biệt là cái điều kiện biến đổi khí hậu như là năm 2020. Thì đấy là một cái điều mà công ty chúng tôi trăn trở và sẽ tiếp tục làm trong những chương trình tiếp theo. Thưa quý vị, thưa bà con, với nhà nông thì không gì quan trọng hơn thời tiết và mùa vụ. Nắm biết trước để có sự chuẩn bị tốt nhất giúp cho bà con chủ động canh tác, khả năng trúng mùa cũng tăng cao hơn. Đầu năm, kỵ nhất là nói lời không hay và mặc dù là không muốn nhưng mà những dự báo mới nhất về khí tượng thủy văn một lần nữa cảnh báo tình hình thời tiết năm Tân Sửu sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khắc nghiệt. Ở đầu cầu truyền hình Sóc Trăng, Long An, theo dõi chương trình ngay từ đầu đến giờ thì anh Ba và anh Tư sau khi nghe Thúy Hằng dự báo thì cũng đã có cái sự trầm ngâm. Và năm mới thôi thì cái gì cũng mong điều may mắn và điều tốt. Anh Ba, anh Tư ơi, năm mới Tân Sửu này thì các anh hiện nay đang mong mỏi điều gì nhất? Chào MC Thúy Hằng, chào bà con nông dân. Thì trong năm mới 2021, năm Tân Sửu, thì tôi cũng mong rằng trong cái điều kiện mặn phèn xưa giờ thì bà con đã chịu ảnh hưởng rất nhiều. Trong năm mới thì nó là muốn là cho cái điều kiện thuận lợi, thiên nhiên ưu đãi, bà con là sản xuất thành công. Và đặc biệt là trong mùa xuân mới thì bà con là vui, khỏe, rồi sản xuất thắng lợi trong năm 2021. Chào MC Thúy Hằng, chào bà con nông dân. Cầu mong sao cho năm nay là một năm là mưa thuận gió hòa, cho mùa vàng bội thu, lúa trúng mùa được giá, cho bà con bớt cái khó khăn. Rồi cũng mong sao cho công ty Bình Điền với các nhà khoa học sẽ thường xuyên xuống đây là ủng hộ, chia sẻ những kinh nghiệm cho bà con làm lúa. Mong lúa 1 hecta có 10 tấn là cái đó là ok của bà con nông dân rồi. Dạ vâng, những mong ước về một năm mới làm là thắng, vụ lúa đạt 10 tấn trên 1 hecta, trúng mùa trúng giá của anh Ba ở Sóc Trăng và anh Tư ở Long An thì hẳn cũng là mong ước chung của tất cả mọi người. Về tâm tư của bà con muốn cùng nhà khoa học, doanh nghiệp khắc chế được cái hạn, cái mặn, cái khó khăn của thời tiết
Thì xin được hỏi ý kiến ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đang ở phía đầu cầu truyền hình Long An. Thưa ông nghĩ gì về mong muốn này của bà con cũng như là những kế hoạch trong năm mới 2021 Bình Điền sẽ đồng hành như thế nào với nhà nông ạ, thưa ông? Vâng, chào MC Thúy Hằng và chào bà con trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Năm 2020 đã khép lại với rất nhiều khó khăn và thách thức, và chúng ta đã vượt qua và có những cái thành tựu nhất định. Bước sang năm 2021 thì cũng đang còn nhiều khó khăn, tình hình về biến đổi khí hậu cũng như là dịch bệnh cũng chưa được kiểm soát toàn diện. Đối với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, chúng tôi là một đơn vị cung cấp vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp. Chúng tôi luôn là bạn đồng hành của nhà nông, và trong những thời gian kế hoạch sắp tới, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng bà con với cơ sở là phối hợp với các viện, các trường, các trung tâm nghiên cứu, trung tâm khuyến nông quốc gia và các trung tâm các tỉnh để đồng hành cùng bà con xây dựng được những cái mô hình canh tác, xây dựng được một cái chương trình canh tác thích ứng được với biến đổi khí hậu. Trong cái điều kiện đó thì chúng tôi cũng tích hợp xây dựng các cái chương trình và tích hợp công nghệ 4.0, đưa những cái thiết bị tiến bộ vào trong quá trình canh tác để giúp cho bà con nông dân nhận biết và hạn chế được những cái tác hại, tác động lớn của do biến đổi khí hậu mang tới, để giúp cho bà con nông dân chúng ta có những cái điều kiện canh tác tốt hơn, tăng năng suất cây trồng, tăng chất lượng nông sản và tăng hiệu quả kinh tế. Bước sang năm 2021 và xuân Tân Sửu sắp tới, thay mặt cho lãnh đạo và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, xin chúc tất cả bà con an khang thịnh vượng, chúc bà con trên khắp mọi miền của Tổ quốc đón một cái xuân Tân Sửu an vui và an lành. Vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa quý vị và bà con, như vậy là trong năm mới này thì sự đồng hành của bốn nhà là nhà nước, nhà khoa học, nhà nông và nhà doanh nghiệp sẽ tiếp tục được duy trì, phát huy để góp phần giúp cho bà con cải tiến quy trình sản xuất, ứng phó kịp thời với tình hình khó khăn trong mọi hoàn cảnh canh tác. Bà con phát huy thế mạnh, vượt khó, làm giàu. Và Thúy Hằng xin kính chúc cho quý vị và bà con sức khỏe luôn dồi dào, dịch bệnh nhanh chóng được khống chế và đẩy lùi. Một năm mới khởi đầu mới đầy hân hoan và tài lộc đến với mọi người và mọi nhà. Mừng xuân mới 2021, xuân Tân Sửu, con trâu gắn liền với cuộc sống của những người nông dân vùng quê, trở thành biểu tượng của nền văn minh lúa nước. Với bản chất hiền lành, chăm chỉ, cần cù và rong ruổi trên cánh đồng để mang về những mùa gặt bội thu, ruộng lúa trĩu bông thể hiện sự no đủ, phồn vinh và an nhiên. Đến đây thì thời lượng chương trình Canh tác thông minh đặc biệt số Tết Tân Sửu 2021 cũng xin được khép lại. Mọi thư từ góp ý, quý vị và bà con hãy gửi về hộp thư canh tác thông minh vtv9@gmail.com hoặc tổng đài 084-3968-777. Quý vị và bà con có thể xem lại chương trình trên website vtv9.com.vn hoặc là kênh YouTube Canh tác thông minh VTV9 hoặc V9 Online. Xin cảm ơn quý vị và bà con đã theo dõi chương trình suốt 20 phút vừa qua. Xin cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.